ôi trao đang ở từ dương một lát thất thần, hoài niệm các huynh đệ sinh tử đã từng sóng vai chiến đấu. Đột nhiên bên tai một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lần thứ hai đem được chú ý của từ dương kéo trở lại hiện thực. Quay đầu lại nhìn, từ dương lại phát hiện đám người lý tư đặc cười ha ha, liên tục nhìn khu vực bên kia rừng rậm. Từ dương vội vàng tiến lên lúc này mới phát hiện tuyệt mỹ nữ phó của gula đang trói gã mập mạp chết tiệt này vào trên cây một trận đấm đá điên cuồng. Gula đau đớn người này liên tục gào thét thảm thiết lúc này đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập thảm không đành lòng nhìn. Mẹ kiếp, tình huống này là gì? Lão tử hoành hành một châu đại lục thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người hầu của mình trói ở trên cây đánh, Lý Tư đặc nhịn không được tiến lên giải thích với Tử Dương. Lão đại người có điều không biết, gã mập mạp chết tiệt này cũng không biết là sở thích gì, cư nhiên cầu xin người giúp việc của hắn đánh, hắn nói là muốn cống hiến một phần lực lượng của mình cho đoàn đội, ta nhìn nửa ngày cũng không biết tên này rốt cuộc bán thuốc gì trong hồ lô, bất quá hai người bọn họ thuần túy chính. Là một người nguyện đánh một người nguyện chịu tiết tấu, từ dương ngãi gãi đầu ra vẻ mặt suy tư. Ta đã nhìn ra, hai người này đích thật là có chút sở thích không giống người thường. Trận đánh này kéo dài hơn 2 giờ, khi tuyệt sắc mỹ nữ kia lần nữa đem cổ cách lạp tư từ trên cây cởi trói, cổ cách lạp tư đã giống như một bãi thịt chết, hắn yêu đuối vô lực cứ như vậy nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển từ dưng vội vàng tiến lên sờ sờ đầu gula đang ảo ta nói ngươi có khỏe không có muốn ta dùng thiên sứ lực giúp ngươi khôi phục thể năng một chút hay không gula một bên thở hồn hền một bên bất đắc dĩ lắc đầu lão đại ngươi để cho nàng đánh ta đi đây là một loại công pháp cường hóa thân thể ta mới phát triển trình độ bị đánh càng mạnh năng lực chống kích của ta cũng có thể đạt được tăng lên vĩnh viễn trong thời gian cực kỳ ngán ngươi tin tưởng ta lần này ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng chỉ cần công pháp này của ta luyện đến đại thành mà nói, nhất định có thể đảm nhiệm vai trò nhục thuẫn đoàn đội. Từ Dương nghe được cổ cách lập tư nói như vậy, trong lòng ngược lại dâng lên vài phần cảm động. Từ Dương rất rõ ràng cổ cách lập tư chịu tội ra thịt khổ sở như vậy, chính là bởi vì muốn thỏa mãn yêu cầu của mình, bất trì bất giác trong lòng vẫn chảy ra một loại cảm xúc cảm động. Yên tâm đi, ngươi nếu đã có nguyện vọng này, không bao lâu nữa, ta sẽ biến ngươi thành chiến sĩ chống đánh nhất toàn bộ bộc châu đại lục chỉ cần ta có thể tìm được mấy đồng bọn của ta công pháp hộ thể mà bọn họ có được đều là cường đại nhất toàn bộ bộc châu đại lục tùy tiện làm ra về loại cho người, liền có thể trợ giúp người tăng cường độ thân thể trên phạm vi lớn hơn nữa người tên này trời sinh thân thể thuộc tính rất mạnh người nguyên bản tu luyện công pháp cũng có thuộc tính cơ sở cường hóa thân thể nhất định chỉ cần ngày mốt bồi dưỡng đủ đúng chỗ người nhất định có thể trở thành ưu tú nhất tiền đội chiến sĩ từ dương một phen cảm động cổ cách lạp tư nước mắt chảy ròng ròng một phen nước mũi một phe nước mắt liên tục nói cảm ơn nhưng mà không đợi nghỉ ngơi 5 phút tuyệt mỹ nữ phó liền vẻ mặt cười lạnh tiến lên sách cổ cách lạp tư sau đó lại một lần nữa trói hán vào trên gốc cây xin lỗi nhường nhịn lão đại ta muốn bắt đầu công tác từ dương cũng nhịn không được dùng mình một cái bởi vì hắn có thể cảm nhận được sát khí lẫm liệt trên người tuyệt mỹ nữ phó này không có chút ý tứ lưu thủ quả nhiên lại là một đợt đánh bạo lực ra thịt bong chóc mới đem gula lạ lại đám chìm trong trải nghiệm đau đớn cùng vui vẻ Kế tiếp ước chừng 3 ngày, đoàn đội Từ Dương cũng không có ý muốn tiếp tục đi tới, bởi vì chung quanh đã bị lão gia hỏa Hắc Đinh kia giải đầy lôi trận cao cấp nhất, mà la tăng lên thân thể cũng là thời gian Từ Dương. Từ Dương cũng không vội vàng muốn mau chóng dâm nhập vào bên trong đảo, dù sao toàn bộ đoàn. Đội có thực lực đủ cường đại, nên xuất ruột căn bản không phải là bọn họ, mà là mấy đại quân đoàn lãnh tụ bị vây quanh trong đảo này. Cũng vào giờ khác này, tiến sĩ Hắc Đinh cử từ nhất sinh, cuối cùng cũng một lần nữa chạy về khu vực trận doanh trung ương hải đảo khi hắn đi vào rảnh đường đối mặt với ánh mắt của mấy lãnh tụ quân đoàn đùng và quét qua tiến sĩ hắc đình chính là vẻ mặt nhàn nhã nước đâu vội vàng lấy chút nước cho lão tử tiến sĩ hắc đình vênh mô sai khiến tiếp tục la hét trong đại sành không biết đứng chung quanh hắn tất cả đều là nhân vật cao cấp nhất trong tam đại quân đoàn lấy cấp bậc như hắn căn bản không có tư cách ở nơi này hét lớn sau tiếng kêu nhỏ quan trọng hơn là bây giờ hắn cũng không phải là khải hoàn trở về mà là ăn bại trận bị đánh mất khôi giáp ở trong mắt các lãnh tụ dĩ nhiên không còn tấm bảng lúc ban đầu ha ha một bại quân tri tướng cư nhiên cũng dám ở trước mặt chúng ta tạo thế như thế vóc dáng nhỏ bé ta thấy ngươi thực sự là một chút không thể nhìn thấy vị trí của mình người mở miệng nói chuyện chính là tam đương gia che mặt kia tam đương gia này tên là tàn kiếm người như tên hắn sau lưng hắn mang theo một thanh đoản kiếm cho tới bây giờ đều là che mặt thế nhân coi như là cường giả lãnh tụ cấp lãnh tụ bên cạnh cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua bộ mặt chân chính của tàn kiếm tam đương giang này nghe nói người này chính là lãnh tụ nhân đạo mạnh nhất của một tiểu vương quốc tây vực nào đó trà trộn vào lĩnh vực vô tận hải cũng đã mấy trăm năm tuyệt đối cũng là tồn tại cấp cường giả một phương khi tàn kiếm này từ chỗ ngồi đứng dậy ánh mắt sắc bén của hắn tập trung vào trên người hắc đinh thực sự là mang đến cho tên này hiệu quả trấn nhiếp cực kỳ cường đại Hắc Đình cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh theo bản năng lui ra sau vài bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn tàn kiếm, đồng thời lúc trước vẻ mặt cuồng ngạo tư thái cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Tàn kiếm huynh đệ, ngươi lời này là có ý gì, ta không đóng góp cho đội bóng sao? Hai đồ đệ của ta đều đã chết thảm trong tay đối phương, hiện giờ ta cũng là cửu tử nhất sinh mới trốn về, các ngươi như vậy chính là thái độ đối với các huynh đệ sao, thật sự có tính tình như vậy, ta cảm thấy chi bằng dùng ở trên người những địch nhân kia càng thêm thích hợp nhị đương ra tàn kiếm làm sao có thể quen với tư thái như hắc đình đã bao nhiêu năm không ai dám ở trước mặt hắn không kiêng nề gì mạnh mẽ một đạo quang ảnh bắn ra tốc độ thân pháp của tàn kiếm dĩ nhiên sắp tới trình độ mọi người ở hiện trường không có cách nào dùng mắt thường phân biệt có lẽ đây chính là hắn thân là nhất mạch nhân đạo lãnh đạo đỉnh cấp công pháp bày ra thời điểm lại xuất hiện bóng dáng đã đi tới trước mặt hắc đinh trực tiếp một tay nâng chiều cao của hắc đinh không đến giữa không trung giống như bắt một con gà con ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống người trước mặt này Ngươi có tin ta một ngón tay là có thể bóp chết ngươi? Được rồi. Lão Tam, không nên xuống tay với hắn, dù sao cũng là người của chúng ta, thực lực của đối phương chúng ta cũng rất rõ ràng, chỉ bằng đoàn đội của tiến sĩ Hắc Đinh, đánh không lại đối phương cũng là rất bình thường, hiện tại căn bản không phải là thời điểm đấu trong ổ, tất cả mọi người bình tĩnh một chút, suy nghĩ đối sách mới là việc chúng ta nên làm nhất bây giờ. Quả nhiên vẫn là đại đương gia bình tĩnh nhất. Trên thực tế lần này hắn mở miệng cũng là muốn bảo trụ hắc kính tiến sĩ. Nói cho cùng sơn mạch này tuy rằng hiện giờ đã hợp thành một chỉnh thể nhìn như hoàn chỉnh, nhưng trên thực tế cũng bất quá cũng chỉ là tạm thời ôm đoàn sợi ấm mà thôi, giữa hai bên căn bản không. Có tình nghĩa gì đáng nói, mọi người bất quá chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hắc đinh tiến sĩ này mà kệ nói như thế nào cũng là môn khách dưới chứng đại đương gia, nếu cứ như vậy khiến hắn bị tam đương gia giết chết ngay tại chỗ, đại đương gia mặt mũi cũng tuyệt đối là không vượt qua được, bởi vậy theo thanh âm đại đương gia chuyển ra tàn kiếm cũng không có tiếp tục nhằm vào vóc dáng nhỏ bé trước mắt này trực tiếp giống như vứt rác đem ném ra ngoài không bao giờ nhìn hắn một cái nữa ta cũng không phải là nhằm vào người của mình chỉ là muốn nói cho mọi người biết hiện giờ đội ngũ của chúng ta căn bản không có bình kéo dầu vô dụng của từ dương chân chính muốn giải quyết những người này vẫn là phải vận dụng lực lượng nội tình của ta những phế vật không thành khí kia cũng không cần phải tiếp tục chậm trễ thời gian của mọi người Tam đương gia tuy rằng tính tình không nhỏ, nhưng cũng nhìn ra được hắn đích thật là có thực lực. Trọng yếu hơn là khi hắn nói đến nơi, đem ánh mắt rơi vào trên người tùy tùng bên người Thủy Trung đi theo sau lưng hắn. Vị huynh đệ này của ta đi theo ta mấy trăm năm, ác thần Bắc Hải kế tiếp liền mang theo chiến đội độc quyền của người, phát huy ra tác dụng của các ngươi đi. Dưỡng binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, chỉ cần trận chiến này có thể thành công, ta tin tưởng các vị ở đây đều sẽ đối với nhất mạch chúng ta với cặp mắt khác xưa nếu như trận chiến này các ngươi có thể đạt được thắng lợi, ta sẽ đem tên hắc đinh này đưa cho các ngươi làm thức ăn. Tàn kiếm vừa dứt lời, đột nhiên đánh ra một đạo nhẫn cụ đặc thù giống như nhẫn thuẫn, chỉ có một đạo quang mang màu đen trong nháy mắt bay ra, vững vàng bắn vào giữa mi tâm tiến sĩ hắc đinh ở góc tường. Không biết có một đạo nhẫn thuẫn tồn tại này, tiến sĩ hắc đinh đã xem như trở thành nô bộc tàn kiếm, chỉ cần tàn kiếm nghĩ, một đạo ý niệm đánh ra khỏi đầu hắc đinh tiến sĩ một quả nhẫn thuẫn này sẽ trong nháy mắt bạo nát. Tuy rằng hành động như vậy có chút quá đáng, nhưng hiện trường không có bất kỳ cường giả cấp lãnh đạo nào mở miệng cho tiến sĩ Hắc Đinh. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, Tam đương gia nếu thật sự có thể thực hiện hài khẩu hán khen ngợi, như vậy chỉ là một tiến sĩ Hắc Đinh đổi lấy một hồi thắng lợi không thể nghi. Ngờ là đáng giá, đây chính là phương thức sinh tồn độc đáo của quân đoàn hải tạc, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Khi nhìn thấy một khoảnh khắc nhịn thuẫn của lão đại nhà mình đánh vào trong đầu tiến sĩ Hắc Đinh, ác thần bắc hải rốt cục lộ ra một nụ cười âm lãnh yên tâm đi lão đại cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chiến đội thú vương chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thất thủ chư vị chờ đợi tin tức chúng ta khải hoàn đi ác à thần bắc hải cũng không nói nhảm trực tiếp đi ra khỏi đại sành không biết cùng vào giờ khắc này trên phương diện chiến trường chính diện đoàn đội từ dương lại có động tác trải qua mấy ngày ra thịt khổ sở gula quả nhiên giống như lời hắn nói hình thái thân thể của mình có tiến bộ vượt bậc đường nét thân thể so với lúc trước khổng lồ hơn vài vòng. Lúc này Gula đã từ một thước tám cao bành trướng thành tiểu cự nhân hai thước năm, tư thái da mỏng thịt dày so với lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ cường độ thân thể của Gula đã đạt tới trình độ lam giai đỉnh phong. Chỉ liều thân, ngoại trừ từ dương ra, trong đoàn đội không có bất kỳ người nào có thể chống lại Gula. Hắc hắc, đều tránh ra, để bổn đại gia phá vỡ lôi trận trước mắt. Gula vẻ mặt kiêu ngạo quát một tiếng, sau đó đột nhiên gia tốc đem tốc độ thân pháp của mình tăng lên tới cực hạn cả người giống như một quả bóng thịt thật lớn điên cuồng lăn lên cứ như vậy từ giữa không trung một cái lao vào trong bầy bom lơ trận chợt nghe ầm ầm một tiếng thật lớn tất cả đàn bom đem thân thể của cổ cách lạp tư nuốt chừng trong phạm vi nổ tung khủng bố chỉ trong nháy mắt liền đem thân thể khổng lồ của hắn trong nháy mắt cắn nuốt vào trong biển lửa vô tận nếu như cổ cách lạp tư lúc trước chỉ sợ trải qua một đợt nổ tung này cho dù không bị nổ chết cũng phải nguyên khí đại thương nhưng sau khi tất cả tiếng nổ chung quanh ồn ào dần dần bình tĩnh lại, mọi người rất nhanh phát hiện tên của cách lạp tư kia tuy rằng có chút chật vật, nhưng đứng lên vỗ vỗ bùn đất trên. Người, doanh người lại hướng về phía mọi người lộ ra nụ cười thật thà. Lão đại ta thành công, đám người từ dương không thể nghi ngờ cũng là đặc biệt hưng phấn. Mấy ngày nay Gula đánh ít nhất cũng không bị chúng vô ích, nữ phó tuyệt mỹ đứng ở bên cạnh hắn cũng ôm bả vai vẻ mặt mỉm cười nhìn kiệt tắc của mình. Người người này chính là thiếu đánh, từ hôm nay trở đi mỗi ngày ta đều đem người trói vào trên cây đánh một hai tiếng đồng hồ, phòng chừng không bao lâu nữa, cường độ thân thể của người đều có thể đột phá chính mình. Nghe được một phen nói như vậy, đám người từ dương cũng cười ha ha, duy chỉ có gu hít một hơi khí lạnh run rẩy, bất quá trong lòng vẫn là vui vẻ. Sau khi phá giải lôi trận trước mắt, từ dương lập tức xuất lĩnh đoàn đội của mình tiến thêm một bước xuất phát, hướng khu vực trung tâm hải đảo này tiến thêm một bước co rút vòng vây. Trong lúc đó lẻ tẻ có thể đụng phải một ít chiến sĩ canh gác tụt hậu, đều sẽ bị đoàn đội từ dương lấy thế thúc giục cổ lạp đồng trong nháy mắt tiêu diệt. Dù sao những chiến sĩ canh gác cấp bậc trung bình này ở Lam Giai sơ cấp ở trước mặt đoàn đội từ dương bây giờ dĩ nhiên là không chịu nổi một kích. Mãi cho đến khi từ dương dẫn mọi người trong đoàn đội giết đến lĩnh vực bên trong của hải đảo, đứng ở đỉnh núi cơ hồ để có thể nhìn thấy kiến trúc hạch tâm ở giữa hải đảo cách đó không xa một cỗ khí tức giết chóc vô cùng hung cuồng nhanh chóng vọt vào khu vực của đoàn đội từ dương khiến cho mọi người chiến đội từ dương vinh quang tạm thời ngừng tiết tấu tiến lên. Sát khí của lão đại không tầm thường, hẳn là lại có một đợt đối thủ mới xuất hiện, Lý Tư Đạc vừa dứt lời, đám người từ dương bên cạnh cũng sắc mặt bình tĩnh, gật gật đầu. Không sao, binh tới chán nước đến đất, các ngươi phải tin tưởng thực lực của mình, cho dù đối thủ có cường đại thế nào cũng không thể ngăn cản bước tiến của chiến đội vinh quang chúng ta. Từ dương bây giờ đã có sự tự tin lớn lao có thể nói ra những lời như vậy, nếu như lúc mới thành lập chiến đội gặp phải đối thủ cường đại hơn nữa cũng chỉ có thể dựa vào một mình từ dương để giải quyết, nhưng bây giờ mỗi người trong đoàn đội đều có tiến bộ vượt bậc, huống chi bên cạnh bọn họ cũng ít nhiều. Có trợ thủ, một chiến đội vinh quang cường đại như vậy, sớm đã không còn như xưa. Rất nhanh một trận âm lãng thập phần đặc thù truyền ra, loại thanh âm này làm cho từ dương nhớ tới một đoạn kinh nghiệm đã từng ở chiến trường ngoại vực, một ít giống như tổ phú nhất tộc đều có thể thông qua âm lãng truyền tin tức triệu hoán, bình thường có thể dùng phương thức như vậy khống chế quần sinh vật cùng với một ít mãnh thú thượng cổ phát động tập kết tiến công tất cả mọi người bảo trì cảnh giác phòng ngừa có mãnh thú lưu tới người bên ngoài nào có kinh nghiệm tác chiến phong phú như từ dương lúc đầu khi thanh âm như từ dương vừa mới chuyên gia vẫn khiến các thành viên khác của chiến đội vinh quang phải mặt ngây thơ nhưng rất nhanh còn chưa tới một phút mọi người đã ý thức được dự đoán như từ dương rốt cuộc đáng sợ cỡ nào trong phạm vi tầm nhìn càng ngày càng nhiều mãnh thú cá sấu khổng lồ bắt đầu tràn vào trong tầm mắt hơn nữa còn có hàng trăm ngàn người số lượng từng chút một theo các khu vực xung quanh hải đảo điên cuồng ùa về phía vị trí của đoàn đội từ dương thiên lão đại của ta ngươi quả thực chính là thần khả năng của tiên tri chưa biết có đáng sợ như vậy hay không làm sao ngươi biết sẽ có một số lượng lớn mãnh thú xuất hiện từ dương cười lạnh một tiếng đây bất quá chỉ là một ít kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được mà thôi sau này các người cũng sẽ có được năng lực như vậy nói chuyện ít nói chuyên tâm ứng đối đi những con cá sấu này cũng không đơn giản tuy rằng thực lực cá nhân của bọn họ cũng không phải rất mạnh nhưng số lượng hàng trăm ngàn con hơn nữa đặc tính loài loài công phòng kiêm đầy đủ của bọn họ trong thời gian ngắn xử lý cũng không phải dễ dàng như vậy từ dương vừa dứt lời mọi người trong chiến đội vinh quang đều phân tán bắt đầu thanh lý những con cá sấu điên cuồng tụ tập bên này những con cá sấu này tên là cá sấu biển sâu cũng là một loài cá thượng cổ độc nhất vô tận trong biển. Thực lực cá nhân trung bình đạt tới lam giai sơ cấp, mà cường độ thân thể của bọn họ đã vượt qua lam giai trung cấp. Không thể nghi ngờ, hàng trăm đàn cá sấu này, nếu đặt ở bất kỳ khu vực nào của chủ đại lục Bộc Châu đại lục đều có thể chịu được sự tiến công của một chi chiến đoàn mấy vạn người, có thể tưởng tượng được, một đàn cá sấu như vậy có thể mang đến uy hiếp khủng bố cỡ nào. Mọi người trong chiến đội Vinh Quang đều phân tán, phát huy ra thực lực tác chiến siêu cường, hầu như mỗi người đều bộc phát ra tiềm năng chiến đấu lấy 100 ngàn trăm. Mặc dù chỉ dựa vào đám cá sấu này muốn đả thương đến tất cả mọi người trong đoàn tử dương bây giờ đã không còn thực tế. Nhưng sự gia nhập của một đàn cá sấu như vậy chắc chắn sẽ tiêu hao năng lực tác chiến liên tục của mỗi người trong chiến đội vinh quang. Ngoại trừ tử dương có được cảnh giới tiên thiên nguyên khí viên mãn, bất kể chiến đấu thế nào, lực lượng nguyên thủy trong cơ thể cũng sẽ cung cấp không ngừng. Những người khác lại không có năng lực như vậy, bởi vậy, việc thanh lý bầy cá sấu này tốn hầu hết thể lực của mọi người trong chiến đội Vinh Quang, toàn bộ quá trình tác chiến kéo dài hơn 5 giờ. Sau khi tiêu diệt hoàn toàn những đàn cá sấu này, còn chưa kịp có cơ hội thở dốc, một nhóm đối thủ mạnh hơn vớt cục cũng xuất hiện, mà lúc này mọi người trong chiến đội Vinh Quang mới phát hiện mình đã bất chi bất giác thoát khỏi khu vực hạch tâm của đoàn đội. Không xong cùng người bên cạnh mất đi liên lạc, xem ra nhóm đối thủ này là cố ý mà làm, trước tiên đem một đám cá sấu khó chơi như vậy phóng thích ra đem toàn bộ tất cả chúng ta phân tán, sau đó từng người một tiến hành phá vỡ, mà lúc này chúng ta đã mất đi đại bộ phận thể lực, xem ra nhóm đối thủ. Này quả nhiên là có chuẩn bị mà đến nha, trong lòng Lý Tư đặc nói thầm như vậy, đối thủ chân chính của mình đã xuất hiện, chính là ác thần Bắc Hải đầu tiên tàn kiếm vùng xuống. Tên khốn kiếp, ta có thể người ra khí tức ngươi, vừa rồi mấy con cá xấu chết tiệt kia chính là ngươi tên này triệu hoán ra đi. Ác thần Bắc Hải trước mắt cũng không che giấu cái gì, lộ ra một nụ cười sáng hạn. Không sai, những đại gia hỏa kia đều là ta triệu hoán ra, thế nào, nhóm tẩy lễ chiến đấu vừa rồi đối với người mà nói hẳn chỉ là một món ăn vặt mới đúng, người tại sao lại dùng ánh mắt hung tợn như vậy nhìn ta đây? tơ cười lạnh một tiếng. Những con cá sấu kia đương nhiên không đáng sợ, nhưng hắn đã hao phí đại bộ phận thể năng của ta, hiện tại tên chết tiệt này lại xuất hiện, chẳng phải là muốn bị ngươi có cơ hội thừa cơ sao hai thiếu nữ cá cá bên cạnh Litter nhìn ra điều vẻ mặt mệt mỏi, vẫn thở hồn hển như cũ. Hai tiểu nha đầu này tuy rằng thực lực cường đại, nhưng bọn họ cũng đều là thủ đoạn bộc phát lưu, thể lực tiêu hao qua đại hội đối với người tu luyện nhất mạch các nàng tạo thành quấy nhiễu thật lớn, chiến lực cũng sẽ có. Suy yếu lớn hơn. Ha ha ha, các ngươi những người này đã làm càn trên hòn đảo này quá lâu rồi, chúng ta xuất hiện chỉ có một mục đích, đó chính là dạy các ngươi một lần nữa làm người. Lý Tư đã cười lạnh một tiếng, cùng lúc đó lặng yên không một tiếng động hướng hai thiếu nữ cá bên cạnh phát ra linh hồn truyền âm lấy trạng thái hiện tại của chúng ta hẳn là rất khó cùng cái tên gia hỏa trạng thái toàn thắng này đơn đả độc đấu nghĩ biện pháp rút khỏi phong tỏa của hắn cùng lão đại bọn họ sẽ hợp nếu không trận chiến này chỉ sợ chúng ta sẽ chịu thiệt thòi lớn nhưng mà lý tư đặc lại thật không ngờ truyền âm hắn phát ra cho hai thiếu nữ cá lại bị nam hải ngạc thần nguyên trước mắt này nguyên bản bắt được trong đầu đừng vọng tưởng thoát khỏi vòng vây của ta phong tỏa các ngươi trốn không thoát huống chi chúng ta dùng chiến pháp chiến pháp như vậy đã sớm thương lượng xong rồi ngươi cảm thấy chúng ta sẽ lỗ mãng như vậy liền phát động tấn công các ngươi sao quả nhiên bắc hải ngạc thần vừa nói ra lời này lý tư đặc lập tức ý thức được cái gì đó mạnh mẽ quanh người ném ra mấy lá bài ở phía sau lại phát hiện chung quanh đã không biết từ lúc nào bị tên này phóng thích phong vân kết giới vô cùng cường đại muốn chạy trốn đã là tuyệt không có khả năng người tên khốn kiếp này thủ đoạn quả nhiên là đủ âm hiểm nha được rồi nếu ngươi không muốn để cho chúng ta đi hôm nay ngươi lý tư đặt ra liền tốt cho ngươi một bài học litter vừa dứt lời nhẹ nhàng vặn vẹo chiếc nhẫn trên ngón tay mình trong thời gian rất ngắn vô số vong linh chiến sĩ nhanh chóng hiện lên trước tiên tràn ngập toàn bộ chiến trường cục bộ nhưng mà những vong linh chiến sĩ cường đại này nhìn vào trong mắt ác thần bắc hải trước mắt tựa hồ cũng không đủ để tạo thành lực uy hiếp ha ha ngươi cho rằng triệu hoán ra những con rối vô dụng này liền có thể đem ta làm sao sao buồn cười cuộc chiến giữa ta thuộc về ngươi chỉ mới bắt đầu từ bây giờ ta sẽ cho ngươi hiểu những gì được gọi là tàn nhẫn cả số bắc hải ra tay trước khí tức vững vàng tập trung vào bản thể của litter nguy hiểm lặng yên không một tiếng động hàng lâm cùng lúc đó các phần chiến trường khác trong hải đảo trước mặt vợ chồng lan si cũng trống rộng có thêm một đối thủ người này thoạt nhìn hẳn là một nữ tử hoặc là nói là một nữ nhân chung niên có được cơ bắp cực kỳ cường tráng làn da trên người cũng phát ra màu nâu đen bộ dạng ngược lại xấu xí đến cực điểm càng thêm lúng túng chính là bà nương này đứng ở trước mặt phu nhân jessica lại càng thêm không có bản sắc chết tiệt đời này lão nương ghét nhất chính là nữ nhân lớn lên đẹp hơn ta đặc biệt còn là nữ nhân tướng mạo cực phẩm như ngươi hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính ta sẽ xé rách khuôn mặt này của ngươi Bà nương trước mắt này cố nhiên là thực lực thập phần cường đại, nhưng sau khi nàng nói ra như vậy, Lan Thi lại nhịn không được cười ha ha, cố ý ở trước mặt bà nương cùng Jessica phu nhân tú lên ân ái. "Lão bà ơi, ngươi nhìn xem mẹ chồng này cũng là nữ nhân nàng sinh ra xấu xí như vậy, mà ngươi lại xinh đẹp như vậy, không thể không nói, thượng đế thật sự là không công bằng." Phu nhân Jessica đương nhiên hiểu được tâm tư của chồng mình Lan Thi, chính là dùng phương thức như vậy cố ý chọc giận đối phương, cũng theo lời Lan Thi nói, đối với bà nương trung niên trước mặt trào phúng một phen. Lão thấy bà, xem ra người sống mấy trăm năm hẳn là vẫn còn độc thân chứ. Vậy thì thật sự quá tức nuối, chỉ sợ người đời này cũng không tận hưởng được niềm vui có được nam nhân. Quả nhiên, hai vợ chồng này cùng nhau giải thức ăn cho chó, triệt đề chọc giận nữ tử trung niên trước mắt này, cơ bắp khổng lồ trong thời gian rất ngắn nhanh chóng bành trướng, sau đó bắt đầu phân hóa ra từng đạo xúc tu màu xanh đậm thật lớn khu vực xúc tu phân hóa khổng lồ bị tinh thần lực của bà nương trung niên xấu xí trước mắt khống chế lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng vợ chồng lan thi xúc tu sau khi sinh ra trước tiên phát động cường thế tiến công vô cùng đáng sợ đối với phu phụ lan thi chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm xúc tu khổng lồ hung hăng vỗ vào vị trí ban đầu của phu nhân lan thi nếu không phải hai vợ chồng này cái nhìn sâu sắc thập phần cường đại chỉ sợ một kích khủng bố này hai người đã bị trọng thương mẹ thật khủng bố lực lượng quả nhiên nữ nhân bộ dạng xấu xí chính là đáng sợ nha phu nhân jessica vẻ mặt lo lắng vuốt ve ngực mình lần thứ hai đem ánh mắt tuyệt mỹ rơi vào trên người nữ nhân trung niên trước mắt này nhưng mà đối phương căn bản không buông tha tiết tấu truy đuổi mãnh liệt một bên ăn thức ăn cho chó vừa phát điên tiến công phu nhân lan càng ngày càng nhiều năng lượng hình xúc tu xuất hiện bên cạnh hai vợ chồng lão bà người ta đánh tiếp như vậy chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị nữ nhân điên này kéo xuống những xúc tu năng lượng thể này cũng sẽ không theo thời gian tiêu tán mà biến mất. Nếu như chúng ta tập trung tiến công những năng lượng xúc tu này, như vậy chúng ta đánh ra tiến công lại không có cách nào thương tổn đến bản. Thân hắn, đây căn bản là một vòng luẩn quẩn, vốn là thể lực còn lại của hai người ta thập phần thưa thớt, nếu như lại tiêu hao với hắn như vậy, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi hai người vắt hết óc suy nghĩ đối sách, tùy tùng của hai người kia đột nhiên giáng xuống, chính là thiếu niên Tuấn Mỹ được từ dương giao cho dục vọng, còn ngươi màu tím lập tức tập trung vào trên người nữ nhân trung niên trước mắt chủ nhân ta tới đây thiếu niên đồng tử tử sau khi rơi xuống đất trước tiên hấp dẫn ánh mắt của nữ nhân trung niên trước mắt mà bà nương này căn bản không rõ đối phương là cái gì trong nháy mắt nhìn nhau thế giới tinh thần lập tức xuất hiện dấu hiệu sụp đổ trong đầu bị dục vọng vô cùng cường đại nhiễu loạn tiết tấu tác chiến nguyên bản ta muốn trở nên đẹp hơn ta muốn trở nên đẹp hơn ta nguyện ý dùng toàn bộ lực lượng của mình đổi lấy dung nhan tuyệt mỹ tiếng cầm gừ điên cuồng của phụ nữ trung niên không ngừng xuất hiện cũng chính vì thế xúc tu bên cạnh nàng bắt đầu ngừng tăng trưởng cả người cứ như vậy đứng tại chỗ phát điên hô to quả nhiên là dục vọng ảo cảnh của thiếu niên kia tạm thời khống chế được nữ nhân trung niên của đối phương lực lượng cường đại nhất của tiểu tử này chính là có thể khống chế dục vọng trong lòng địch nhân làm cho nó không ngừng bành trướng sau đó can thiệp vào mộng cảnh không có cách nào tranh đoạt ha ha ta liền biết người tiểu tử có thể kịp thời xuất hiện hiện tại tình huống như thế nào Lan Thi mở miệng hỏi thiếu niên tùy tùng như mình cũng không giấu giếm, vẻ mặt tự tin quay đầu lại, khởi bầm chủ nhân, tên này đã đắm chìm trong mộng cảnh dục vọng do ta dệt. Kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào mới có thể tan dã thế công của nó, phu nhân Jessica ngay sau đó mở miệng hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần phu nhân ngài phóng thích tinh thần lực tiến vào không gian ảo tưởng của nàng, liền có thể tiến thêm một bước hóa giải toàn bộ thế công của nàng, đương nhiên cũng có thể thi triển tiểu kế, để cho nàng đem mục tiêu tiến công biến thành chính nàng Jessica phu nhân thông minh cỡ nào lập tức lộ ra một tia tuyệt mỹ mỉm cười sau đó chậm rãi tiến lên đến trước mặt nữ nhân trung gian này đánh ra một đạo tinh thần lực vô cùng cường đại tiến vào trong không gian ảo tưởng của nàng sau đó đem dung nhan tuyệt mỹ của mình sao chép vào bên trong dục vọng ảo cảnh của đối phương ngươi là ai nữ nhân trung niên trước mắt này vẻ mặt cảnh giác nhìn dung mạo của phu nhân jessica trong mộng cảnh phu nhân jessica mượn tinh thần lực cường đại của mình tiếp tục câu thông với nó trong mộng cảnh ta là ngươi chính mình ngươi không phải là mong muốn có được khuôn vật tuyệt vời như vậy hiện tại dùng ngươi lực lượng vô cùng cường đại trao đổi đi nghe theo ta chỉ dẫn ngươi liền có thể đạt được dung nhan tuyệt mỹ quả nhiên phụ nữ trung niên bị dục vọng khống chế không còn khả năng dãy ruộng nào mà không chút do dự gật đầu hiện tại phóng thích ra lực lượng cường đại nhất của ngươi đem tất cả lực lượng dề thành hình thái năng lượng xúc tu sau đó tập trung vào mục tiêu ta đặt ra cho ngươi làm khu vực tiến công chỉ cần có thể đánh nát tầm mang ngươi ngươi là có thể thoát khỏi giấc mộng phụ nữ trung niên sớm đã bị dục vọng triệt để khống chế căn bản không có khả năng giải thoát thuận theo nghe ke phu nhân chỉ dẫn trước tiên phóng xuất ra vô số năng lượng xúc tu ước chừng có mấy chục đạo mỗi một đạo đều có quy mô mấy chục thước nhìn thấy chúng niên tử ngông mài mộng cảnh cùng với hai người lan xin nhịn không được hít một hơi khí lạnh thiên bà nương của ta có được lực lượng thật sự không thể khinh thường nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện lợi dụng dục vọng mộng cảnh hạn chế nàng chỉ sợ trận chiến này chúng ta đều sẽ bỏ mạng trong tay nàng lan thi vẻ mặt ngưng trọng nói lời này của hắn căn bản một chút cũng không khoa trương chỉ riêng lực lượng năng lượng xúc tu này phóng thích ra đã có thể một hiệp miểu sát lan thi cùng Ke phu nhân được rồi ta đếm ngược ba giây bộc phát lực lượng cường đại nhất của ngươi đánh ngắt đạo ảo thể này đạo mệnh lệnh cuối cùng của Kesika phu nhân phát ra, sau đó lập tức mang theo Lan Thi cùng với tử mâu thiếu niên bên cạnh rút khỏi khu vực này cách đó trăm thước. Đếm ngược ba giây cuối cùng hàng lâm, người phụ nữ trung niên đám chìm trong dục vọng mơ ước của mình, rốt cục vào thời khắc cuối cùng bộc phát ra lực lượng cường đại nhất của mình, vô số xúc tu đồng thời đập xuống, vững vàng rơi vào trên người nàng. Giấc mộng đích thật là tránh thoát, nhưng hiện tại nàng đã bị lực lượng cùng bạo của mình đập trúng triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Sau khi thấy rõ thế giới chân thật này, liền ngất đi. Mấy người phổ lãng Tây Tư đều thở dài một hơi, thật sự là có chút sợ hãi, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi bộc phát ra lượng sớm đã vượt qua cực hạn kháng cự của bọn họ, thậm chí là cường giả đứng đầu có được tử cấp linh lực đẳng cấp khi gặp phải một kích trí mạng của nữ nhân trung niên này, có thể đều bị trọng thương. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Bà nương này rốt cuộc nên xử trí như thế nào? Lan Thi suy nghĩ một lát. Vẫn là đem nàng trói lại giao cho lão đại đi, bà nương này thực lực thật sự rất mạnh, cứ như vậy đem nàng diệt sát không khỏi đáng tiếc. Nếu như có thể vì chúng ta dùng không thể nghi ngờ cũng có thể mang đến tăng lên thật lớn đối với thực lực đoàn đội. Cứ như vậy vợ chồng Lan thi động tác thật phần nhanh nhẹn, liền đem nữ nhân trung niên thân hình cao lớn này trói lại, đi về phía bên kia chiến trường. Không biết vợ chồng Lan thi bên này mặc dù đối mặt với đối thủ thập phần cường đại, nhưng là người đầu tiên hoàn thành chiến đấu cục bộ, cùng với nhà đầu tuyết nhi cùng với hộ vệ kỵ sĩ bên người của hắn, lại bị một tiểu tử cùng dáng người thập phần nhỏ bé quấn lấy. Tiểu gia hỏa trước mắt này là một tiểu nam hài ngây thơ hoạt bát, trong tay nắm chặt một cái búa sắt thần lớn, một tay nắm búa một tay còn không quên liếm kẹo mút, bộ dáng ngây thơ đáng yêu quả thật làm cho người ta thập phần chiều mến. Tuyết Nhi dĩ nhiên đều có chút không đành lòng xuống tay với hắn, bất quá song phương sau khi đối mặt đầu tiên, Tuyết Nhi lập tức thu liễm tất cả ý nghĩ ngây thơ của mình, bởi vì thực lực của đối phương không hề thua kém mình chút nào. Chủ nhân cẩn thận, Lực bộc phát của đứa bé này tương đối kinh người, thiết truyền trong tay hắn hẳn là đã có được năng lực miểu sát cường giả thực lực từ trung cấp lam giai trở lên. Tuyết Nhi cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Quả nhiên bề ngoài vĩnh viễn đều là thứ có tính lừa gạt nhất, vừa rồi là ta sơ suất, miêu miêu, tiểu tỷ tỷ lớn lên đẹp như vậy, vì sao phải khi dễ tiểu hài tử như ta? Không bằng nhanh chóng bó tay chịu trói đi, đi theo ta trở lại đảo, ta sẽ cho tiểu tỷ tỷ rất nhiều đồ ăn ngon chỉ cần ngươi chịu gia nhập trận doanh của chúng ta, tỷ tỷ xinh đẹp như ngươi nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Tuyết Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử, kia, đừng trách tỷ tỷ khi dễ ngươi, hiện tại ta phải nghiêm túc. Tuyết Nhi vừa dứt lời, liếc mắt nhìn kỵ sĩ hộ vệ bên cạnh một cái, sau đó cả người nàng bay lên trời, bắt đầu điên cuồng phóng thích lực lượng nguyền rùa vô cùng cường đại của mình, hào quang thâm thúy trong con người phóng thích ra, các loại minh văn kỳ dị với quanh thân thể Tuyết Nhi điên cuồng bơi đi mà trong quá trình nàng ngâm sướng kỵ sĩ trẻ tuổi kia cứ như vậy cầm đại kiếm trong tay vẻ mặt trung thành hộ vệ ở dưới thân tuyết nhi cảnh giác nhìn những địch nhân chung quanh tiểu hài tử cân nhắc một lát rốt cục cầm đại thiết chùy của mình xông lên từ phía dưới kỵ sĩ chính diện cứng hậu môn bất quá năng lực cá nhân của kỵ sĩ này quả thật không có cách nào so sánh với thiếu niên cầm chùy trước mắt này song phương đại chiến mấy chục hiệp kỵ sĩ bị đánh liên tiếp bại lui mà hiện tại hán chỉ có thể làm cũng chỉ có thể vì tuyết nhi kéo dài thời gian chờ đợi nàng ngâm sướng chấm dứt một khắc hàng lâm. Công chúa đại nhân còn bao lâu nữa, ta không thể chịu đựng được nữa, kỵ sĩ vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, đại kiếm trong tay đã bị thiết chùy cuồng mãnh của đối phương liên tục oanh kích sinh ra vết nứt. Cũng chính tại thời khắc quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, tuyết nhi rốt cục lại một lần nữa mở mắt đẹp, minh văn nguyền rủ cường đại tập kết xong, nhanh chóng cách không tập trung khí tức của thiếu niên cầm chùy kia. Trong nháy mắt này, hào quang sắc bén của thiếu niên vốn rực rỡ chói mắt trong thời gian cực ngắn nhanh chóng biến thành màu đen kịt, không biết đó chính là dấu hiệu bị lực lượng nguyền rủa thấm nhuần, cùng lúc đó lại là mãnh liệt bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi cũng không có bị thương tổn đến bản nguyên. Kỵ sĩ quỳ một gối bên cạnh Tuyết Nhi, cùng chờ đợi lực nguyền rủa toàn phương vị bộc phát, quả nhiên, thiếu niên kia sau khi cảm nhận được lực lượng nguyền rủa, trước tiên đình chỉ động tác tiến công, toàn tâm toàn ý đối kháng loại lực lượng nguyền rủa này nhưng mà hắn lại không rõ loại nguyên sổ này một khi bị áp dụng thành công vận chuyển sắc bén sẽ bị ngăn chặn cực lớn tất cả lực lượng công pháp đều khó có thể phát huy trong thời gian ngắn nhất cũng chính là thừa dịp này tốc độ thân pháp cực hạn của tuyết nhi đồng thời huyện hóa ra một đạo ảo thể cũng là sách lực chiến đấu sở trường nhất của nàng tiểu nam hải vốn đã bị loại lực lượng nguyên sổ này quấy nhiễu ở trạng thái choáng váng căn bản không cách nào phân biệt được cái nào là tuyết nhi chân chính mà cái nào là ảo thể giống như bản thể nàng cứ như vậy hồ đồ xông về phía trước xấu hổ chính là một chùy này của hắn không thiên vị đánh vào ảo thể này của tuyết nhi kỳ thật một chùy này của hắn vốn tập trung vào bản thể của tuyết nhi chỉ là tuyết nhi thần kỳ kỳ kỹ khống chế năng lực huyễn thể căn bản không lưu lại bất kỳ cơ hội nào cho đối phương cho dù là bị khóa chặt bản thể cũng có thể tiến hành chuyển đổi hoàn mỹ giữa ảo thể và bản thể giữa công kích sáng xuống người mình bởi vậy chiến đấu với tuyết nhi nếu như nàng phóng thích ra ảo thể nhất định không nên bộc phát ra một kích mạnh nhất của mình nếu không nhất định là vô ích, hơn nữa đánh nát ảo thể một khác, huyễn thể tự thân bộc phát ra lực sát thường khủng bố cũng đồng dạng không thể khinh thường. Thiếu niên này tuy rằng thực lực đủ cường đại, nhưng phương diện tâm tính trung quy vẫn không đủ thành thục, vì tuyết nhi thao tác sau khi bộc phát ra huyễn thể lực lượng bay ra mấy trăm thước, lực lượng nguyền rủa trong cơ thể cũng tiến thêm một bước tăng nhanh tiết tấu xâm nhiễm. Tiểu oa oa, nếu ngươi bây giờ vứt bỏ cái búa trong tay, thì tỷ sẽ không tiến thêm một bước khó xử ngươi. Càng sẽ không làm tổn thương bản nguyên ngươi, suy nghĩ kỹ đi, ngươi cơ hội cũng không nhiều, chỉ có một lần, nếu ngươi trả lời cũng không làm cho ta hài lòng, ta không chắc tiếp theo ngươi còn phải đối mặt với thống khổ. Như thế nào? Điều khiến Tuyết Nhi và kỵ sĩ không ngờ tới chính là tiểu tử này, đứa bé này lại là một tên lưu manh, trực tiếp vứt bỏ kẹo mút trong miệng, ngồi trên mặt đất gào khóc. Không đánh không đánh, tỷ tỷ ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi, cái búa này ta đưa cho ngươi. Tuyết Nhi cùng kỵ sĩ liếc nhau, vẻ mặt mồ hôi dữ dội, cứ như vậy dễ dàng hoàn thành việc giao nộp vũ khí đối với tiểu gia hoàn này, hoàn toàn chấm dứt trận chiến tranh cục bộ này. Ngay sau đó, Tuyết Nhi khống chế lực lượng nguyên dù của mình làm cho tiểu tử này sớm lâm vào ngủ say. Sau đó dưới sự trợ giúp của kỵ sĩ đem tiểu tử này trước tiên dẫn về vị trí chiến trường chính của Từ Dương. Trên thực tế chiến đội độc quyền do cá sấu Thần Bắc Hải xuất lĩnh tổng cộng có 6 người, mỗi người đều có thực lực đủ cường đại, cấp bậc linh lực trung bình đã có thể đạt tới lam giai đỉnh phong có thể tưởng tượng được thực lực tổng hợp của chiến đội này khủng bố cỡ nào. Mà sáu người của chiến đội này còn chưa bao gồm tàn kiếm tam đương ra là tồn tại cường đại nhất. Trong sáu người, trước mắt phụ nữ trung niên giao chiến với vợ chồng Lan Thi là người đầu tiên xa lưới, sau đó là tiểu Nam Hải cầm cự chủy quyết đấu với Tuyết Nhi, người thứ hai rơi vào tay giặc. Lúc này Linh Giao đối chiến với một thành viên của chiến đội ác thần Bắc Hải này là một nam tử trẻ tuổi da ngăm đen đeo kính dâm mặc rất thời trang. Tự tử này có một thói quen, đó chính là trước khi khai chiến tuyệt đối phải đùa dẫn xoái với đối thủ của mình một phen, đặc biệt là khi đối thủ của mình là nữ nhân xinh đẹp, dục vọng đùa dẫn đẹp trai như vậy của hắn sẽ bành trướng đến cực điểm, xấu hổ là từ khi hắn gặp được Vinh Giao cho đến bây giờ đã. Qua gần 20 phút, cái miệng của hắn còn đang thao thao bất tuyệt lại nhảy không ngớt. Ta nói ngươi này thật sự là đủ nợ nần, ngươi còn chưa xong chuyện này đã hơn 20 phút rồi, người rốt của có đánh với ta hay không? Nha đầu linh dao này cũng đã nhịn không được mà nói thô lỗ, có thể tưởng tượng được tên gia hỏa da ngăm đen trước mắt này rốt cuộc có thể nói được cỡ nào, nhưng mà đối phương tựa hồ đối với tật xấu này của mình cũng không phản cảm, thậm chí còn có một chút để ý tưởng tượng hào.